Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi sẽ test thử cái trò chơi game tôi mới làm như thế này. Trò chơi này nó cái thể loại nó cũng hơi mới tí, dạng giống như là chúng ta nhanh tay nè mà. Nói chung là tôi chơi thử cho bạn xem nè. Đây, thấy chưa? Đó, thì chúng ta sẽ lựa ngay trong cái khúc này, chúng ta chạm vô màn hình thì tự động nó sẽ nhảy thôi, nó sẽ đi xuống dưới. Thấy chưa? Nó đơn giản thôi, trò này đơn giản thôi, quan trọng là các bạn nhanh mắt thôi. Bạn chạm nhầm thì nó sẽ là rất dưới là thua đó. Bạn thấy cái thanh mà dài xuống không? Bạn cái thanh này nè, thì mặc định thì nó sẽ chạm hai cái màu đỏ thì nó sẽ đi qua trái phải, còn mỗi lần ta chạm vô màn hình á thì nó sẽ đi theo cái hướng này, nên chúng ta phải canh như nào nằm giữa cái thanh đi xuống nè bạn, thì nó sẽ đi xuống. Còn nếu bạn lỡ bấm vào cái khúc này á thì nó sẽ rớt xuống ha, rớt xuống cái chỗ đen này thì chúng ta sẽ thua đó. Đại khái là vậy rồi. Trò chơi này chỉ là chạm bên màn hình điện thoại thôi. Thì bạn nào muốn trò chơi này nó khó thì bạn sẽ cho tốc độ tăng lên là tự động nó khó thôi. Trò này nó sửa cũng dễ lắm. Rồi mỗi lần chúng ta sẽ đụng cái tam giác màu vàng dưới thì chúng ta sẽ được một điểm ha. Càng lên thì bạn hãy chỉnh cái tốc độ càng nhanh lên, hay là cái độ khó của cái thanh này nè, nó sẽ gần với cái đích đến của cái màu đỏ nè, nó sẽ khó lên. Thấy chưa? Giờ bạn thấy nó khó rồi đấy không? Bạn nào bấm mà không nhanh tay á thì sẽ bị hụt giống vậy, thấy chưa? Càng ngày càng nhanh đó. Bây giờ tao bấm chậm tí rồi thì rớt xuống đây này. Nói trò này chơi cũng đơn giản thôi bạn, mà cũng thú vị nữa. Thấy chưa? Bấm không có ngay, mỗi lần tao bấm thì nó sẽ đi theo cái hướng xuống ha. Mà chúng ta phải canh cho giữa cái thanh này tao mới bấm. Nó. Thì thấy cái này tao đang để góc độ camera ở gần mà. Còn bạn nào muốn làm thì để góc độ camera nó cao lên tí nữa. Ví dụ như tôi sẽ cho camera cao lên tí ha, như thế này. Rồi ok ha, cũng tương đối hợp lý rồi. Rồi tôi sẽ test thử là đó, bạn nhìn góc gì thì nó dễ nhìn hơn ha. Nãy thì nó hơi góc hơi khó nhìn, nhìn từ trên cao thì nó dễ chơi hơn. Bù lại thì nó chúng ta sẽ nên tăng cái tốc độ lên cho người chơi nó khó, tăng tốc độ lên bạn. Thấy chưa? Tôi được 5 điểm rồi. Xí mí rớt rồi. Rồi hên quá, xí mí rớt. Rồi chắc rớt á. Rồi thua rồi, thấy chưa? Nó cũng hay lắm, cũng thú vị, đơn giản mà cũng thú vị thôi. Rồi tôi sẽ test thử cái trò game này đơn giản vậy thôi. Thì sau này bạn phát triển lên á, bạn hãy làm thêm nhiều cái gì đó. Bạn làm ra cái nhiều cái kiểu bạn. Cái kiểu mà nó đi xuống, cái con đường nó đi xuống á. Nói chung mà tăng tốc độ lên là khó là một chuyện nè. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ chỉnh cái khoảng cách mà những cái thanh này nó gần cái thanh trắng màu đỏ thì chúng ta bấm không kịp á. Cái này nó khó nè bạn, nó quá nhanh này. Ta bấm hay chưa? Ta bấm chậm tí là rớt xuống đây liền. Rồi cái video tôi test vậy thôi, tôi kết thúc video này bạn. Tôi là Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.